Hiện nay, vải thiều bước vào thời điểm cuối vụ, nhưng trên quốc lộ 31 thuộc khu vực thực phẩm thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, các buổi sáng thường xuất hiện từ 2 đến 3 nhóm đối tượng thực hiện hành vi vặt trộm quả vải thiều của người dân khi họ chở vải thiều đi tiêu thụ. Mỗi nhóm đối tượng có từ 4 đến 5 người, chủ yếu là phụ nữ, nằm trong độ tuổi từ 18 đến 40. Các đối tượng này thường mặc áo dài chống nắng, dùng khẩu trang che mặt, nhìn bên ngoài giống với những người đi thu mua vải thực thụ. Tuy nhiên, khi người dân chở các sọt vải thiều nặng trĩu đến khu vực này, các đối tượng nhanh chóng tiến đến tiếp cận với sọt vải, đồng thời giả vờ trò chuyện hay trả giá nhưng không mua. Cùng lúc đó, chúng lợi dụng sự bất cẩn và không quan sát được phía sau của người đi bán vải thiều để liên tục ra tay vặt trộm vải của người dân. Khi mỗi đối tượng tiếp cận được với một sọt vải thì ít nhất chúng vặt được của người dân từ 5 đến 10 quả vải mới chịu dừng lại. Theo phản ánh của người dân sống xung quanh khu vực này, chỉ với hình thức ăn trộm trên mà mỗi ngày một nhóm đối tượng có thể trộm được của người dân từ 50kg đến một tạ vải thiều tươi, và với giá bán vải dụng được từ 10 đến 12.000 đồng một kg, tính ra chúng chia nhau cũng được vài trăm nghìn đồng một người một ngày.